Alo, ai vậy? Xin chào người đàn ông có chí khí. Linh Lê đây. Lại là cô. Sao cô biết số điện thoại của tôi? Anh quên, tôi là đối tác của bên anh rồi hả? Danh bạ tôi được cung cấp là danh bạ hợp pháp đó nha. Cô muốn gì? Chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà. Đàn ông gì mà giận lâu dữ vậy? Nói đi. Thực ra tôi rất là đánh giá cao anh. Tôi cảm thấy anh là một người rất có năng lực. Có thể nói là nhất ở cái chỗ đó. Đừng có chế nhạo tôi. Tôi nói thiệt mà. Muốn uống với anh vài ly. Rồi mình nói chuyện về công nghệ. Anh thấy sao? Tôi bận lắm. Anh mà có chuyện gì làm mà bận. Thôi, suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì đây là một cơ hội để cho anh nâng cao năng lực đó. Cô đừng có quá tự cao như vậy. Tùy anh thôi. Tôi không nghĩ anh là cái kiểu người mà chỉ thích làm việc với những người thấp hơn mình. Tệ quá. Linh sẽ giúp. Thậm chí mà khi Linh giúp á, mọi chuyện nó sẽ rất nhanh, gọn, lẹ. Với một điều kiện. Một nụ hôn. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào tự tin như cô. Không lẽ vì vậy mà anh ghét tôi à? Cô cũng biết điều đó à? Anh có giấu tôi đâu. Anh thể hiện ra mặt luôn mà. Vậy tại sao còn mời tôi đi chơi? Bởi vì anh ghét tôi chứ tôi đâu có ghét anh đâu. Đúng không? Tôi nói vậy cho anh tưởng tôi mặt dày lắm hả? Mà thôi kệ. Ai nghĩ gì nghĩ. Tôi thích làm theo bản thân mình thôi. Chứ cả là cái chuyện này là tôi mời anh là quyền của tôi. Còn đồng ý hay không là quyền của anh. Cô ăn nói sắc sảo quá. Tôi thua cô. Hôm nay không có chuyện thắng hay thua. Hôm nay chỉ có vui thôi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi bar. Vũ trường. Tôi không thích những chỗ đông người như vậy đâu. Tại anh chưa biết nên chưa thích á. Come on. Hôm nay Vũ Trường sắp phục vụ riêng chị. Chị có yêu cầu gì cứ nói à. Như cũ đi. Mọi như cũ hả chị? Thoải mái đi. Ngày hôm nay á, anh hãy bỏ tất cả những định kiến của anh đối với Linh, enjoy với Linh, ok? Cô có thể làm tất cả những gì cô muốn sao? Không phải là thứ gì cũng làm được, nhưng mà những cái như thế này thì chỉ cần có tiền thôi là được, đúng không? Như vậy được chưa? Thank you. Dạ.
Chúc sức khỏe. Có bao chỗ này hết bao nhiêu tiền? Don't care. Hôm nay liền chơi đi. Cô giàu thật đó. Anh thích ngành này từ khi nào? Tôi được giải nhất tin học toàn quốc năm lớp 12. Thành phố cho tôi suất học bổng đi Anh du học. Với điều kiện sau khi tốt nghiệp ở Anh về, tôi phải phục vụ cho thành phố. Sau khi được thạc sĩ ở bên Anh, thành phố lập một đội an ninh mạng. Thế là tôi tham gia. Tất cả chỉ là cơ duyên thôi, tôi không có sự chuẩn bị từ trước. Ý Linh hỏi là anh thích làm công an từ khi nào? Sau một vài vụ án thì tôi bắt đầu thích. Vậy thì ngoài ngành này ra, anh còn thích làm gì khác không? Tôi cũng không biết nữa. Ủa? Mà cô đang điều tra tôi đó hả? Thật ra thì tất cả những thông tin về anh nên được biết từ cái chuyện mà anh học ở Anh nè. Học lực anh ra sao, cái đi học anh như thế nào, Linh đều nắm trong lòng bàn tay hết. Vậy thì cần gì phải điều tra nữa? Linh chỉ muốn hỏi xem để biết ước mơ của anh là gì. Nếu như anh xem đây điều tra thì ok, cứ coi là điều tra đi. Cô làm vậy để làm gì? Làm như vậy để xem cái gì đang trói buộc anh. Linh sẽ giúp cho anh tháo gỡ, mang đến sự tự do cho anh. Cô nói gì vậy? Tôi đang rất là tự do, đâu cần gì phải tháo gỡ. Sure. Thế thì anh có dám từ bỏ công việc hiện tại để làm một việc khác không? Tại sao phải từ bỏ? Tôi đang rất là yêu thích công việc này. Ok. Thế thì anh cảm thấy như thế nào về phần mềm T3000? Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, rất đáng ngưỡng mộ. Anh có biết ai làm ra nó không? Không. Để Linh nói cho anh biết, đó là những học viên mà Linh đã đào tạo ra. Surprise! Và đây chỉ là bước khởi đầu của các bạn thôi. Sau này các bạn sẽ làm ra những thứ hay ho hơn như vậy nhiều. Đó là sản phẩm của sự sáng tạo và sự tự do đích thực mà những người không tự do sẽ không bao giờ biết được. Thực ra người đáng kinh ngạc là Linh mới đúng. Linh cảm thấy rất kinh ngạc khi mà một thạc sĩ tin học lại cảm thấy ngưỡng mộ một sản phẩm của các bạn học viên, những bạn sinh viên mới chân ướt chân ráo vào nghề thôi. Anh có thấy có cái gì đó sai sai ở đây không? Tại vì tôi không có thời gian để nghiên cứu thôi. Nói đúng hơn là anh không có quyền có thời gian. Right? Anh không có quyền trong tất cả mọi thứ. Ngay cả chuyện hôn nhân của anh cũng vậy. Anh không thể xử lý được nó. Suốt ngày anh phải làm việc nè. Anh phải điều tra các vụ án nè. Anh phải tiếp tục cái khóa đào tạo gì đó anh đã nhận trị giá 200.000 đô. Anh làm những việc mà anh không thích. Và đó anh gọi là sự tự do. Thế thì chúc mừng sự tự do của anh. Dân công nghệ chúng ta là những người yêu thích sự tự do đích thực. Chúng ta thích phá vỡ mọi quy luật. Chúng ta rất ghét bị người khác ép uổng. Và ghét nhất đó là sự áp đặt. Chỉ có như vậy thôi chúng ta mới đạt được đỉnh cao của nghề nghiệp này. Anh thấy Linh nói đúng không? Bây giờ cô đưa tôi đi đâu vậy? Đưa anh đi xem dân công nghệ về đêm sống ra sao. Nhà thông minh.
chẳng có nhà nào thông minh cả. Chỉ có người thông minh thôi. Nè, hai đứa, sư phụ đâu rồi? Sư phụ có việc xuống xã rồi sư huynh. Ờ, vậy à. Thôi ta ra ngoài có công việc. Tối ta về, nếu sư phụ có hỏi á, nói ta đi ra ngoài, có chỗ bán đậu nành giá tốt. Thôi ta đi nha. Ủa, nhưng mà sư phụ không cho sư huynh ra khỏi chùa mà. Yên tâm đi, ta đi nhanh về nhanh thôi mà, đừng có lo. Sao? Đêm qua anh ngủ ngon chứ? À, tôi xin lỗi, đêm qua tôi... Có gì đâu mà phải xin lỗi. Thoải mái đi. Nhưng mà... Anh có thể nào thoải mái để tận hưởng một ngày thật là tự do với em không? Hà Xuân, tụi tôi ở đây nè. Ủa, cái chân hết đau hay sao á? Mà ông leo nhanh dữ vậy ông? Cũng đỡ rồi, tại trong chùa có thuốc nam bó mà. Ông đi vậy ông thầy chùa có biết không? Không có biết, tôi đi lén chứ. Thầy đâu cho tôi gặp các chú đâu. Sao vậy? Lẽ ra tôi cũng không muốn lên gặp hai người. Nhưng mà tại vì á, chú là con của cô Ba Lam. Mà cô Ba Lam là người ân nhân của tôi, nên tôi biết những gì mà tôi có thể nói, tôi sẽ nói cho cậu biết. Thiệt ra tôi cũng không biết gì về băng nhóm của ông ngoại hết, cho nên tụi tôi cũng đang tìm hiểu. Mấy cậu muốn biết lão bố như thế nào thì đi theo tôi. Ở đây á là nơi hội tụ của các anh em băng nhóm Rắn Hổ Mang. Ủa, còn căn nhà kia là sao? Căn nhà đó hả? Căn nhà đó là nơi điểm dừng chân của các anh em hội tụ để mỗi lần làm phi vụ xong chia tiền nhau ở nơi đó. Đường đi xa vắng mà đi vào hiểm hóc, khó ai phát hiện được ha. Ở nơi đây á là nơi của lão bố chỉ đạo mọi thứ vận chuyển hàng ma túy vào đây và trước khi đem về các nơi thành phố. Ở vùng rừng biên giới này tổng cộng có 7 nhóm buôn bán ma túy. Nhóm lớn nhất là Rắn Hổ Mang của lão bố. Rắn Hổ Mang quy tụ hơn 40 người, hàng được chuyển về đây hàng tuần, mỗi chuyến hàng hơn 20kg ma túy. Tiền thu về lão bố đều chia sòng phẳng cho các anh em tùy theo công sức. Ông coi anh em như con cái trong nhà, vì vậy mỗi người gọi ông bằng cái tên lão bố. Trong Rắn Hổ Mang ai cũng có hình xăm ở trên ngực hết. Mỗi khi ra, ai mà nhìn thấy Rắn Hổ Mang đều khiếp sợ. Nghe kể mà nổi hết cả nhà. Ông có xăm hình Rắn Hổ Mang chứ? Nhìn thấy ngầu quá, tôi thấy khiếp sợ thiệt á. Khiếp sợ ngầu gì đâu. Nếu mà nói ngầu, khiếp sợ thì đứng đầu là có lão bố. Ông ta có một hình xăm Rắn Hổ Mang Chúa rất là đẹp. Sau lưng Hổ Mang Chúa. Ước gì tôi được gặp ông ngoại một lần ha. Băng Rắn Hổ Mang phân chia từng cấp bậc. Đứng đầu Rắn Hổ Mang là lão bố, là Rắn Chúa. Kế đó là anh Ba Sỏi, là người điều hành, thu nạp và trục xuất đàn em. Mọi người ở trong đó ai cũng rất là kính nể ông ta.
Còn ông già tôi cũng làm cái gì? Cậu nói Hắc Hổ à? Thì đương nhiên Hắc Hổ là một trong hai người trực tiếp vận chuyển và giao hàng, chỉ đứng sau lão bố và anh ba sổ. Vậy còn một người nữa là ai? Hai Lục. Hai Lục là ai? Cậu không biết Hai Lục à? Hai Lục là anh trai của mẹ cậu. Nói đúng ra đó là bác hai của cậu. Bác hai à? Đúng vậy. Mẹ tôi luôn cố gắng chôn vùi tất cả những quá khứ của bà. Chắc có lẽ là do ám ảnh nào đó khủng khiếp lắm. Tôi biết vậy nên chưa bao giờ hỏi, mà cũng chả có ai nói cho tôi biết hết. Sẵn đây tôi nói cho cậu biết, về 20 năm về trước, Hai Lục đã phạm tội lỗi tại trời. Thằng Hai đâu? Dạ cậu Hai. Cậu đi ra đây ngay. Đi ra. Tại sao hả? Dạ đâu có cho con lên đây đâu. Con đi ra đi, con không bỏ được đâu. Không được. Con lỡ dính rồi má cho con hết đi. Không được. Ở đây mình nhiều hàng mà má. Đưa ra cho má. Bỏ uổng phí lắm. Đưa ra cho má. Đưa đây. Con không được đâu. Con thiếu thuốc ở tháng này rồi. Má cho con xài đi mà. Không được, má cấm con. Lão bố là lão bố. Ông ra đây mà ông coi nè. Thằng con của ông nó như vậy nè. Ông bán làm gì cái thứ giết người này vậy? Quả báo mà. Lão bố sắp về rồi, cậu Hai đi chơi nữa cậu Hai. Mấy người đi ra. Cậu đâm nữa. Không được. Đi ra. Cậu Hai giết người rồi. Cậu Hai giết bạn Hai rồi. Sau đó vì quá tức giận nên lão bố tự tay cầm súng bắn chết cậu Hai Lục. Bây giờ tôi mới biết tôi có một người bác ác ôn như vậy á. Và từ đó về sau lão bố cấm nhắc lại chuyện đó. Mà cũng như vậy chắc mẹ cậu không nhắc lại cho cậu hay. Ai mà không sốc, suốt mấy tháng trời lão bố không nói chuyện với anh em. Và sau đó lão tuyên bố giải tán băng nhóm cấm hổ mang cũng tại nơi đây. Tất cả anh em chú ý, hôm nay đại ca kính mến lão bố sẽ có vài lời với anh em. Tôi chào tất cả anh em. Tôi may mắn thôi, tài hèn đức mọn mà tôi tạo ra được băng nhóm rắn hổ mang. Ai cũng biết cái nghề mà buôn bán ma túy á là cái nghề kiếm tiền giết người. Nhưng mà tại sao tôi phải làm? Tại vì số phận đưa đẩy. Hay, nghiệp chướng thì càng ngày càng lớn. Có những lúc tôi cũng muốn dừng lại, tôi muốn giải tán anh em. Nhưng mà tại vì tại vì lòng tham của tôi quá lớn, thế là tôi lại tiếp tục lao đầu vào, tiếp tục làm cái nghề, làm cái nghề giết người này. Và quả báo đã xảy đến với tôi. Thằng con trai của tôi á, nó lại chơi ma túy, rồi nó lại hại chết má nó. Nghiệp chướng chồng lên nghiệp chướng. Bởi vậy cho nên đã đến lúc tôi muốn giải tán bằng răng hổ mang này. Mọi người im lặng, hãy để lão bố nói tiếp. Tất cả bằng nhóm răng hổ mang sẽ tan rã, sẽ không còn tồn tại. Tôi tuyên bố chấm dứt. Nhưng tôi muốn một điều tất cả các anh em đều phải tuân thủ. Tôi không muốn cái chất ma túy còn hoạt động ở trên cái mảnh đất này. Tôi không muốn tất cả các anh em đã từng tham gia trong băng nhóm rắn hổ mang sử dụng buôn bán cái chất ma túy này nữa. Nghe rõ hết chưa? Tôi mong rằng đây chính là cái lệnh cuối cùng của tôi.
tất cả các anh em có đồng ý chấp hành không? Suốt thời gian vừa qua, trong công cuộc làm ăn của mình, tôi tích trữ được số vàng. Bây giờ tôi sẽ chia đều ra hết cho tất cả các anh em. Nhớ, hãy lấy cái số vàng này về, kiếm một cái nghề nào đó lương thiện mà làm kế sinh nhai. Đứa nào chưa vợ, lấy vợ, hạnh phúc. Đứa nào đã có vợ có con, hãy trở về cuộc sống lương thiện bên vợ con của mình. Tôi chia đều hết. Vài bữa nữa, tất cả các anh em hãy đến láng của Hắc Hổ, sẽ lãnh vàng ở đó. Đã rõ hết chứ? Rõ chưa? Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, Bằng Trăng Hồ Mang sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Từ biệt tất cả anh em. Sao ở nơi láng trại Hắc Hổ với Chân Đồi, anh em chờ để chia số vàng như lời lão bố đã hứa. Nhưng không biết tại sao công an đột nhập vô được, cuộc chiến ác liệt đã xảy ra, nhiều người chết, trong đó có một số người thoát được. Ông cũng là một trong số người thoát được à? Đây có phải nhà chú Ba Sỏi không? Phải. Chặng đường dài mình ta bước tới. Thì không phải. Nắng cháy mưa. Anh là con út của chú Ba Sỏi. Vậy thì bây giờ anh nghĩ như thế nào vậy em? Em nguy hiểm hơn anh tưởng nhiều. Ngày nào cùng nhau làm nên tiếng tàu. Em không có nguy hiểm. Khắp em thế nào cũng cùng nhau dừng say để chế riêng ta. Dân hồ mang là con đường riêng, dù sai quyết không dừng lại. Vẫn đi một mình dù không còn ai giữa chốn thiên thai. Một mình ta bước đi thật xa về phía cuối trời, đến nơi gợi nhớ một thời đã sinh ta trên cuộc đời. Ngàn năm thiên lý cái sai chẳng thể tồn tại, lỡ đi chẳng thể quay lại, thế nên ta chẳng còn ai. Cuộc chiến ác liệt đã xảy ra, nhiều người chết, trong đó có một số người thoát được. Ông cũng là một trong số người thoát được à? Hôm đó tôi không ở trong đó. Là sao? Tôi không hiểu. Đáng lẽ lúc đó phải có mặt ở láng chạy để nhận số vàng mà ông ngoại tôi chia chứ. Tôi là người giữ kho vàng của lão bố. Vậy lão bố đã giấu bao nhiêu vàng? Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi, cậu đừng hỏi gì thêm nữa. Nè, mày đừng có hỏi dồn dập quá. Mày hỏi dồn dập quá, ổng bực ổng đi về là không có hỏi được nữa đó. Cái số vàng của lão bố là nguyên nhân bao nhiêu năm qua ông già tôi đánh đập mẹ tôi cũng là do số vàng đó. Tôi cần phải biết. Tất cả những căn hộ ở đây là của ai vậy? Tất cả đều thuộc công ty DVC. Anh hỏi thật, dân kinh doanh công nghệ cao giàu đến như vậy sao? Công nghệ thì chỉ là công nghệ thôi, giàu hay không thì nhờ cái này. Nhưng mà giàu có chưa bao giờ là ước mơ của em. Em mơ điều gì? Sự kiểm soát. Có được sự kiểm soát thì sẽ được tự do. Em tôn thờ sự tự do. Em khác nhiều so với những gì anh nghĩ lúc ban đầu.
Vậy thì bây giờ anh nghĩ như thế nào về em? Em nguy hiểm hơn anh tưởng nhiều. Em không có nguy hiểm, em chỉ mạo hiểm thôi. Vụ 99 lớp em giải quyết được chứ? Anh tự bỏ chuyên án đó đi. Em nói gì? Thực ra thì em đã biết tổ chức nào đứng sau sòng bài online đó rồi. Em đã biết ai đứng sau 999 club lẽ vậy? Cho anh biết được không? Tin em đi, anh không muốn biết đâu. Mày cứ bình tĩnh, nóng mà hơi bột cái đường á. Ông ngoại tôi biết võ công không? Ông ngoại cậu à, là một cao thủ. Ổng 1.4 là chuyện thường. Nghe nói đâu hồi xưa trong chiến tranh, ông ngoại cậu đã từng đi bộ đội của lính đặc công đó mà. Nè, lính đặc công có lộn không đó ông nội? Tôi thì chỉ nghe kể lại thôi, chứ tôi có biết gì đâu. Nghe nói là ổng có lãnh được quân chương mà. Người làm cách mạng mà vô rừng núi này buôn bán ma túy thì vậy ông. Anh thật sự rất muốn biết ai là chủ của sòng bạc đó. Hệ thống điều hành của họ rất là hiện đại, chắc chắn là dân công nghệ cao. Thật ra thì họ đã chủ động liên lạc với em. Họ còn tìm hiểu về anh và đưa cho anh một cái deal. Deal cho anh? Rời khỏi công an về làm cho họ. Đổi lại là 200.000 dollar để anh thanh lý hợp đồng với bộ công an. Đồng thời một căn hộ 5 tỷ, lương tháng thì 20.000 dollar, cùng với tất cả những máy móc thiết bị hiện đại tối tân, một môi trường tốt nhất châu Á. Anh thấy sao? Bọn này thật là quá đáng. Nhưng mà bọn họ không hiểu được lý tưởng cống hiến. Còn em? Em nhận lời bọn họ để thuyết phục anh à? No, em không có thuyết phục anh. Em chỉ là đang kể lại cho anh nghe thôi. Bởi vì em biết anh sẽ không đồng ý điều này. Cỡ như anh thì em nghĩ làm trong bộ công an khoảng 20 năm anh sẽ có được những thứ đó, đúng không? Trong băng nhóm anh em lắm hôm an ngồi nhậu nhẹt với nhau, mỗi người kể gia thoại về lão bố. Thời xưa đó, lão bố với cùng một người bạn chí cốt trong đơn vị đặc công, xin vào làm hãng giấy nọ trên thành phố đó. Hãng giấy à? Nhưng mà người bạn thân đó có một người vợ mang bầu 8 tháng sắp đẻ rồi, nhưng mà nhà nghèo lắm, không có tiền bạc, cái thời bao cấp mà. Cuộc sống lúc trước ở trong rừng coi vậy mà thoải mái, muốn gì ăn nấy, chứ bây giờ cái gì cũng tem cũng phiếu, nghĩ mệt quá. Chừng nào nó xanh vậy? 3 tuần nữa. Tao thấy nó xanh lè xanh lét. Ngày mai mày lấy cuốn sổ của tao đi lãnh thêm một ít thịt để cho nó tẩm bổ. Cảm ơn không? Không biết tới ngày xanh nhỏ ra lấy vải đâu mà làm tả cho nó đây. Thôi, cậu đi. Nói nhiều càng nhức đầu thêm nữa. Thời buổi này á, ai cũng khó khăn, than thở ít gì. Này cán bộ, ông này là cán bộ. Mấy cậu tìm ai? Xí nghiệp báo mất công tơ điện. Hôm qua là chủ nhật, xưởng chỉ có một mình anh Sáu Phú trực. Chúng tôi cho rằng anh Phú có liên quan đến việc này. Ý mấy người nói hả, là Sáu Phú lấy đồ của Xí nghiệp hả? Chứ ông nghĩ sao? Hôm qua có một mình ông làm, ông không lấy ai lấy. Má! Vừa nãy tôi bắt ông anh bây giờ. Hai bình. Mày, Mỹ ta còn chưa sợ, huống chi là tụi mày. Giờ xem đi. Thôi. Giờ không có nói nhiều nữa, vô xét là biết liền. Thôi, mày đừng có nhúng tay vô việc này nữa. Mình ăn ngay nói thẳng, mình sống sạch, là tốt, không phải sợ gì hết. Là tao lấy. Cái gì? Là tao lấy. Mày làm cái gì mà đổ đốn vậy? Tính kiếm ba thu tiền, lo cho con vợ đi đẻ. Mấy anh làm gì vậy? Mấy anh! Nè, còn chối cãi gì nữa không? Anh ơi! Cái này không phải là sao Phú lấy đâu. Ông lấy chứ ai lấy?
Ngày hôm qua đúng là ca trực của Sáu Phú, tôi có ghé qua chơi. Rồi nhân lúc Sáu Phú đi vệ sinh, tôi lấy hai bình. Cậu im. Thì ra là ông lấy hai bình. Vậy mà hồi nãy ông còn chửi tôi nữa. Mên chứ được. Đi. Hai bình. Đó là giây phút ngu dại nhất của đời lão bố. Tôi nghĩ cái đó là nghĩa hiệp. Khi mới về, trở về xí nghiệp cũ làm, cầm lá đơn lên, đến xin chỗ này chỗ khác không ai nhận. Đã từng là dân cách mạng, lính đặc công, đã từng lãnh huy chương, rồi giờ trở thành một tên mới ra tù. Hai người nghĩ coi, có nghĩa hiệp hay là ngu? Ngu dại là cái chắc. Hết đường là một người bình thường trong cái xã hội định kiến và chà đạp này. Tiểu Thiện, con thấy Thạch Sung đâu không? Dạ thưa thầy, Thạch Sung đã đi ra ngoài rồi ạ. À, ông thấy có một chỗ bán đậu nành giá tốt cho nên ông đến xem thử rồi ạ. À. Thiện tai, thiện tai. Nghe anh em kể lại, lúc lão bố không xin được việc làm, ông ta lang thang khắp chốn giang hồ, ngày đây mai đó. Rồi ông ta lần mò lên cái núi này, xin gia nhập vào trong cái nhóm đào vàng. Mà thời lúc đó đó, cái nhóm đào vàng này á thì là do anh Ba Sỏi quản lý. Đây á là cái hầm vàng mà ngày xưa anh Ba Sỏi quản lý. Có một lần cái hầm vàng bị sập, anh Ba Sỏi á, anh thọ ơn của lão bố, vì lão bố đã cứu mạng anh Ba Sỏi. Và lão bố cũng đã từng là một người tài giỏi mưu mô, nên từ đó anh Ba Sỏi mới tôn sùng đưa lão bố lên làm đại ca. Và băng nhóm đó đã đổi tên thành băng rắn hổ mang. Nói thật, rất nhiều người trong băng rắn hổ mang rất nể trọng Ba Sỏi hơn là lão bố. Tại vì anh Ba Sỏi anh sống rất là tình nghĩa. Rồi khi anh bị tử hình, anh em trong băng nhóm ai cũng tưởng nhớ. Nhà Ba Sỏi đây nè đại ca. Mấy ông tìm ai? Xin lỗi, đây có phải nhà chú Ba Sỏi không? Phải. Ê, khi không phải, anh là con út của chú Ba Sỏi. Tôi là con bà Đầu, mà có mình tôi nên bà đặt tên Út, cho giống đông anh em vậy đấy mà. Thế à? Nhìn anh giống chú Ba Sỏi như tạc, chỉ tội hơi ốm một chút. Tôi làm ruộng, nhìn ốm ốm vậy chứ, khỏe lắm nha. Thế mộ chú Ba Sỏi đặt ở đâu? Mộ ba tôi ở ngoài đồng. Anh giúp tôi để tôi ra thăm được chú ba nhanh nhanh đi. Mời ông vô uống nước, tôi nói chuyện cho nghe. Mời ạ. Cảm ơn. Mấy tờ báo của ông già tôi còn cất kỹ lắm. Ba tôi với ba người thì bị tử hình, bảy người còn lại chung thân. Mà ông tên gì? Ở bao lâu và ra được đấy hay đấy? Ê, vụ đó tôi đâu có bị bắt. Lính của ba tôi mà sao không bị bắt? Tôi nhớ báo đăng bắt hết, còn số còn lại thì chết sạch. Vụ đó một số người thoát được. Thoát được, may lắm rồi. Bữa đó tôi thoát chết, rồi trốn sang Campuchia làm ăn đến bây giờ mới về. Còn sống là tốt lắm rồi. Thế anh ở đây một mình hay với ai? Tôi còn vợ với hai đứa con, mà nó đi làm khu chế xuất, tối mới về. Làm ruộng thì có đủ sống không? Cũng tạm tạm ông à. Tôi có ít vàng. Coi như tôi phụ cho anh. Thì anh nhận đi cho tôi vui ha. Chà, cũng nhiều dữ ha. Không nhiều đâu, so với cái ân tình mà chú Ba Sỏi
đã dành cho tôi thì số vàng này không thấm thía vào đâu. Tôi còn nợ chú ba nhiều lắm. Có lẽ cả đời này tôi trả nợ cũng không hết. Hồi trước có người cho tôi vàng cũng nói y chang như ông. Tôi hiểu, chứ không phải làm bộ làm tịch gì hết. Nhưng tôi nhận đủ rồi, giờ không nhận được nữa đâu. Đến đây cho vàng anh. Khi nào? Cho tôi 20 cây chứ không phải ít gì đâu. Tôi bán vàng mới mua được đám rượu lần sau về mà ăn, chứ tôi nghèo và chết mồ, lấy tiền đâu ra mà mua đất để mà ăn. Anh dáng nhớ lại đi. Cho vàng anh khi nào? Và người đến đây như thế nào, bao nhiêu tuổi? Cũng lâu lắm rồi, cũng hơn 10 năm. Giờ tôi còn không nhớ rõ nữa. Hả? Anh dáng nhớ đi, người như thế nào? Hay là giống ai? Tôi chỉ nhớ là ông đấy là thầy chùa. Hả? Thầy chùa? Cái gì mà tôi đã biết, tôi đã kể cho cậu nghe hết rồi. Cậu về gặp cô Ba Lam á, cho tôi gửi lời thăm cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Thôi tôi đi đây, ở nhà sư phụ đang trông chờ dữ lắm rồi. Khoan đã, tôi còn một câu nữa. Có phải ông ngoại tôi giấu số vàng lớn ở chùa Thiên Phước không? Cái đó thì tôi không biết. Thôi tôi về đây xin phép. Nè, ông ngoại tôi còn sống không? Nè. Nè, ngay từ đầu á là ổng không muốn nói ra rồi. Tao để ý á, mỗi lần nói đến vàng á là ổng né ổng bỏ đi à. Trong chuyện này còn quá nhiều ẩn khúc. Hèn chi ông già tôi nghi kỵ ông ngoại tôi tới vậy. Chú Ba Sỏi ơi, tôi á khổ đây. Chú còn nhớ tôi không? Tôi có lỗi với chú nhiều lắm. Cho đến hôm nay tôi mới tới nhà chú được. Hãy tha tội cho tôi, chú Ba Sỏi nhé. Tạ tội, tạ tội, tạ tội. Dạ sư phụ, con về trễ. Con đã đi gặp hai người kia. Dạ con xin lỗi sư phụ. Con đã nói gì với họ? Dạ không ạ, con không có nói gì hết. Nó muốn biết sơ sơ về băng rắn Hồng An, mà mới muốn tìm lại cội nguồn của nó. Chỉ có nói chút ít về băng rắn Hồng An thôi. Ngoài ra con không có nói gì thêm ạ. Con nên nhớ và phải hiểu, nếu ai biết được lão bố còn sống thì chưa chắc ngôi chùa của chúng ta được bình yên đâu. Dạ. Lão bố giỏi lắm. Luật đầu tư dự án BT bây giờ quy định rất rõ, không thể chỉ định thầu được. Chú cứ ra thông báo đấu thầu, hết thời gian thông báo mà chỉ có Đại Phú Cường nộp hồ sơ thì vẫn đúng quy định như thường thôi. Nếu có nhiều công ty cùng nộp hồ sơ thì thế nào? Con có chắc là mình thắng không? Thứ nhất, Đại Phú Cường không cần ngân sách ứng trước của tỉnh. Thứ hai, trong vòng 3 năm không có công ty nào đủ tiềm lực như Đại Phú Cường của con để thực hiện 3 cây cầu, 1 bệnh viện, 1 trường học, 1 ngân hàng và 30 km vành đai giống như Đại Phú Cường của con. Chú nghĩ ai sẽ là đối thủ của con được chứ? Nếu 3 năm mà con hoàn thành các dự án đó thì bộ mặt của tỉnh nhà sẽ khác hẳn. Chỉ cần ủy ban giao cho con 3 khu đất vàng ở trung tâm thị trấn trước năm nay, con đảm bảo với chú các dự án kia sẽ hoàn thành đúng thời hạn 3 năm. Chuyện đó con đừng có lo. Dù có rắc rối về chuyện giải phóng mặt bằng, nhưng chú sẽ có cách giải quyết nhanh. Trong vòng 6 tháng sẽ có đất sạch cho con.
tuần sau là hết hạn chấp hành án của Lê Hồng Lĩnh rồi đó. Cái chuyện này nó ám ảnh tôi mấy năm qua rồi, làm sao tôi quên được mà cậu còn nhắc tôi. Nhưng mà bây giờ không có cậu ta ở đây rồi, anh tính sao? Nói chung bây giờ giấy tờ cũng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần chờ nó về, nó ký vào hồ sơ là xong thôi mà. Nhưng thiệt sự là anh không biết cậu ta đang ở đâu à? Không, nó toàn gọi điện thoại cho tôi, chứ tôi có bao giờ gọi điện được cho nó đâu. Vậy mới khổ chứ. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, vụ án này sẽ kết thúc một cách êm đẹp. Cậu ráng cố gắng giúp tôi nha, tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời. Con xin phép, có điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Đang đi với ông chú Hiếu. À vậy hả? Vậy tôi hỏi ý chú. Chú, bên nhà hàng mới nhập về con cá hồ lớn lắm, chú cháu mình qua đó sương sương rồi bàn tiếp nghe chú. Ừ, cũng được. Nhưng mà nhớ gọi ông Cường, ông Hà, ông Xuân đến chơi luôn. Có mấy ông đó hát hò mới vui con à. Dạ. Alo. Ừ, à, nhớ gọi ông Cường, ông Xuân đến luôn nha. Ừ, nhớ gọi cái món gì vui vui cho chú Hiếu thượng lãm nha. Thôi, đừng có bài biện nhiều quá con ơi. Chú để con, đâu phải lúc nào cũng gặp được chú. Ông Xuân, nhớ nói ông Hà đem món mới mới nha. Cái món bữa hổm cũ lắm rồi đó. Ừ. Gì vậy? Ây da, đang ở lâu làm gì vậy? Thì đang kẹt chút xíu câu chuyện. Tính Vũ đi nhậu chơi. Bữa nay á là có A Hiếu chủ tịch Vũ đi nhậu, có ly không tôi chở. Thôi, hôm nay tôi mệt lắm, tôi không đi đâu. À, không ly thì thôi. Ê, A Cường à, mà nhớ cái vụ kia nha. Được rồi, tôi nhớ mà. Dạ, vậy thôi, chúc một ngày vui. Làm gì căng thẳng quá vậy ba? Trời đất ơi, sao mày dám làm vậy? Nếu 10 phút nữa tao không thể ra được khỏi đây, toàn bộ cái clip của mày sẽ được tung lên mạng và tất cả mọi người sẽ thấy được một mặt khác của mày. Mày thật mày đó. Tôi lại cậu. Anh Cường. Tôi lại cậu. Ê, anh Cường. Anh đứng lên đi. Cậu muốn nghe cái gì? Tôi sẽ nói hết. Nói hết cho cậu nghe, nhưng mà cậu hứa là phải giúp tôi. Đừng có báo cáo chuyện này lên cấp trên kia chưa. Mà thú thật với ông là tôi không dám hại thằng nhỏ. Ai muốn hại nó đâu, tôi cũng đâu muốn hại nó. Nhưng mà là tại vì á, ý là A hậu muốn như vậy. A hậu muốn là như trời muốn, thì mình phải làm thôi. Ví dụ là tôi không thực hiện theo ý của A hậu thì như thế nào? Trời vậy bậy á. Không mà lượt lâu. Trời, là bây giờ á, A Cường muốn sống như ông bằng chết luôn không? Ông định hù dọa tôi à? Ê! Chạy xe cái gì đây? Con chết à? Tập trung vô ngay! Mẹ! Mẹ xem nè! Trời! Con mẹ đạt được... học sinh giỏi cấp tỉnh luôn hả? Nè, trong lớp con á, ngoài con ra còn có bạn nào khác đạt nữa không? Dạ, nguyên cái trường á có mình con thôi à mẹ. Con gái mẹ giỏi với ta. Mà mẹ, mẹ nói ba á mua xe đạp điện mới cho con đi. Kỳ này á con phải luyện thi tập trung ở chùa Nguyễn Đình Chiểu á, ở xã lận.
Con mà đạp xe đạp á, chắc con lụi chân luôn quá. Mẹ biết rồi, để lát nữa có gì mẹ nói với ba nha. Ba! Về khoe với ba nha. Dạ. Ba, con có cái này cho ba xem nè. Ba xem xong á, ba nhớ thưởng cho con nha ba. Tránh ra đi. Ba, xem đi ba. Ông làm gì ông xô con gái vậy? Mẹ, ba sao vậy mẹ? Lê, lần chặng đường dài mình ta bước tới, nắng cháy mưa giăng ngập trời. Không ra, tao sẽ đánh tụt thằng nhóc con này. Mà mấy cái chuyện này nè, con phải tự giải quyết đi. Cái tờ này nè, nó nằm ở đoạn giữa nè. Đó, có hình cái nhà bị cháy đó chú. Rắn hổ mang là con đường riêng, dù sai quyết không dừng lại. Vẫn đi một mình dù không còn ai giữa chốn thiên thai. Một mình ta bước đi thật xa về phía cuối trời, đến nơi gợi nhớ một thời đã sinh ta trên cuộc đời. Ngàn năm thiên lý, cái sai chẳng thể tồn tại.